Chào chị Hương Nguyễn 2, chào bạn Miu T2. Chị Lan ơi, luôn cái gì tôi chưa đọc kịp. Chào chị Kim Ngờ, chào Quang Nguyễn 3. Chào một lần nữa bạn già Quanh Trần Thủy. Chào Kiều Thúy. Để chờ đợi, tiêu đề tôi để ra rồi, thì có thể sẽ đi theo tiêu đề, nhưng có thể là cứ bằng là mình tùy cơ ứng biến được không, được không mọi người? Tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng tôi xin hứa với các bạn tôi sẽ làm chủ luồng like của tôi thấy nhiêu đây được rồi, thế là dừng. Tôi muốn trao đổi các bạn điều gì, nhiêu đây đủ rồi. Tại vì cái gì? Tại vì tất cả mình phải tự biết, mình phải cho mọi người cơ hội. Đó chính là mình đang cho mình cơ hội, cho mọi người cơ hội dừng lại, thì thực chất mình cũng đang được cái cơ hội dừng lại nghỉ mệt đúng chưa? Rồi thì bây giờ thật ra hôm nay ai mà hỏi tôi khỏe không thì tôi cũng khỏe như trâu, tại vì có một cái các bạn biết sao tới giờ mới lên live không? Ngủ quên ngủ quên. Bởi vì tối vừa qua thì cứ thỉnh thoảng lại có người điện thoại mời những người ở nước ngoài, họ không, các bạn ấy không có nhớ giờ này là giờ ngủ của người Việt Nam thế là tôi bị mất ngủ, rồi xong tôi lại ngủ ngủ lại đó. Thì thôi, trời, khán giả buồn, khán giả than thở, khán giả lo lắng đủ thứ hết trơn. Tôi nói vậy nè, khán giả ơi là khán giả, các bạn ơi là các bạn, đúng, hôm nay ngủ quên. Thì cố gắng là cởi mở lên, thoáng lên một chút thì mọi điều cũng sẽ mau qua. Nhưng tôi xác định các bạn, giờ tôi đang hỏi, giờ có thôi để cho đông đông thêm, tôi sẽ hỏi hỏi cái câu này là cái câu quyết định nha. Tôi sẽ hỏi rồi tôi đưa quan điểm cho các bạn biết là như thế nào. Bây giờ trước khi vào vào câu chuyện thì tôi xin, hôm nay tôi không đọc đọc bài dưỡng tâm đâu, hôm nay tôi không đọc bài dưỡng tâm. Các bạn có muốn nghe dưỡng tâm không? Thôi đi ha, lâu lâu mình hôm nay chị Lan mặc áo đẹp này, đồ này của vợ ông Toán bán nè. Đây, mình không đọc bài dưỡng tâm nha, mình đọc bài này nè. Chào Tuyết Dương, chào Tế Đăng Hoàng, Thị Lê, Phương Hà, chào đệ tử Tâm Phúc. Thì tiếng Dũng cha chứ ai cha. Vỗ tay các bạn. Thì tôi cắt một đoạn nó ca về Thanh Trừng, tôi thấy hay thì tôi lại tiếp truyền lửa cho tiếng Dũng nó đặt thêm bài ca. Rồi đầu để coi hôm nay tôi muốn chia sẻ gì. Thật sự tôi biết các bạn, tôi chẳng hiểu là các bạn thích nghe cái chuyên đề nào. Phan Thiền Am yêu thương ơi 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 giờ gì đây, còn gì nữa đâu mà khóc với buồn.
Còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ. Trời ơi ca gì kiểu này chắc chết nhạc sĩ rồi, lên không có được. Đúng không? Còn gì đâu mà khóc với sầu, còn gì đâu mà sầu với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau từ đấy. À, vụ khiếu kiện bà Hoa, à, bạn này muốn nói, tại vì tôi cũng không có rành. Chuyên đề nào hot thì cô cho nghe. Hot nè, hot là Tiến Dũng nó đặt thêm bài ca mới cho bên 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 Thanh Trần đó. À, bóng ma ơi là bóng ma. Con là fan của bé Bo, cô đã nhận dạng từ lâu. Fan của thằng Năm Râu. Thấy có bé Bo thì quên, bóng ma là thấy đi chung với lại cái gì vợ của thằng Năm Râu. Đúng không? Cho tôi nói thế này. Về câu chuyện đi tiếp hay dừng lại thì các bạn cứ hãy để cho Minh Tú nó tự quyết định. Mình chỉ có thể chỉ cho cháu ấy biết nên hay không nên, tiếp hay đi, thì Minh Tú nó có toàn quyền quyết định. Các bạn, nếu tất cả chúng ta góp lời cho nó nói câu vậy là nên đi, thế là nó sẽ nhất quyết, nó lấy cái số đông, vậy là nó nên đi. Đúng không? Còn ấy mà lấy cái số đông là nó thôi dừng lại, thì nó lại quyết định, bởi vì nó lấy cái số đông cho nên nó dừng lại. Nhưng mà cái nào cũng là một cái cách để đi hoặc là dừng lại. Nhưng đi sẽ, con đường nó sẽ đi tới đâu. Ví dụ như các bạn thấy không? Thanh Trần với Hồng Sơn nó chỉ đạo cho Chini Huỳnh Nguyễn, chỉ đạo cho Tống Thị Ngọc Mai kiện tôi, kiện Minh Tú, rồi sẽ đi tới đâu. Tại vì những cái chứng cứ nó rất mỏng, chứng cứ không đủ, là đó là trường hợp là nhục mạ, cho nên nó ách tắc ở ngay tại Củ Chi liền. Tôi đâu có nhục mạ cô Chini đâu. Đúng không? Tôi cũng chẳng có nhục mạ cô Tống Thị Ngọc Mai. Đó. Cho nên nếu mà kiện tôi bởi cái tội phỉ báng, cái tội nhục mạ là sai, đâu có đúng. Tôi chỉ có khả năng là tôi phản biện những gì không đúng. Chứ còn nếu nói tôi để cố tình để nhục mạ là không được. Nhục mạ là cái câu phải lên chửi, chửi bất chấp, chửi chà đạp, chửi nói bậy nói bạ, đó là nhục mạ. Đúng không? Còn tôi là tôi lên tôi phân tích thì tôi không mang tính chất nhục mạ. Chị chào Trường Hồ, chào Duy Hàng, chào Ngọc Nguyễn. Tôi thấy các bạn muốn nói về tiêu đề nào thì hôm nay tôi chỉ xin nói thế này. Tôi tham gia mạng xã hội này nếu nói ra là cũng là trên 4 năm. Từ năm 2020 cho đến bây giờ, năm 2019, thì tôi chưa có làm YouTube, nhưng mà tôi cũng đã tham gia. Tôi tham gia từ năm 2018. Là tham gia là khán giả. Như vậy thì cho tôi hỏi lại tất cả những khán giả của mình lên không gian mạng chơi. Tất cả chúng ta ban đầu là đi chơi. Đúng không? Không hiểu gì trơn. Sao tự nhiên bám vào một cái chen thiền âm mà chúng ta trở thành giống như là một ngôi nhà thân thương như thế này. Vậy thì tất cả các bạn ơi, các bạn không còn là những người khán giả mà lên không gian mạng mà chơi nữa đâu. Các bạn đang góp một tiếng nói, một cái suy nghĩ của mình để cho cộng đồng biết rằng như thế nào là đúng, thế nào là sai. Cho nên tôi xác định chính các bạn là những người
Không ai nhìn thấy các bạn ở bên ngoài đời là người nào. Mà tôi tin chắc các bạn không phải lên không gian mạng để chơi. Chỉ có một vài cá nhân là ta kêu bằng cái gì. Nó thật sự là nó không có thật lòng là lên để chơi. Mà lên để tìm cơ hội làm giàu là có. Còn riêng với tôi thì tôi xin khẳng định, tôi lập kênh lúc mà tôi là khán giả, tôi cũng chẳng phải lên chơi. Tôi lên, tôi tham gia mạng xã hội để tôi tìm hiểu. Đã là tìm hiểu là tôi phải động não, tôi phải biết phân biệt đúng sai, cho nên tôi mới chọn bên. Có đúng không? Chính như vậy là khi tất cả chúng ta tham gia mạng xã hội, chúng ta phải có cái trách nhiệm là chúng ta phải biết chúng ta lên để làm gì. Nếu nói chúng tôi lên chơi, vậy thì tất cả những người đang có mặt trên không gian mạng là lên chơi đó hết. Không phải đâu. Chúng tôi chẳng có phải lên chơi. Mà đối với tôi là vì thương các bé, là vì yêu mến các thầy, là vì cảm được cuộc sống của các cô. Kênh YouTube của cô Lan Hai Lúa chưa bao giờ muốn nói chuyên đề khác ngoài thiền am bên bờ vũ trụ. Trong khi tôi có rất nhiều những nguồn tin từ báo này, báo nọ, từ nguồn tin từ Iraq, Iran, ví dụ là như vậy, giải Gaza. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn nói những cái chuyên đề đó, bởi vì tôi không muốn tham gia vấn đề đó. Chỉ đặc biệt kênh YouTube của cô Lan Hay Lúa không nói chuyên đề khác ngoài thiền am bên bờ vũ trụ. Như vậy là tôi lên đây, tôi không phải lên chơi. Đúng không các bạn? Các bạn, đây quan điểm tôi hồi nãy giờ tôi đã bắt đầu tôi đặt câu hỏi. Giờ các bạn nghe tôi giải trình, các bạn hãy trả lời xem coi nhận định của tôi đúng hay sai. Và tôi có phải là người lên không gian mạng để chơi không? Nếu đúng, tức là tôi hỏi lại nha để nhầm. Nó có hai vế. Một là tôi có phải là người đi lên không gian mạng để chơi không? Có hay không? Các bạn cứ ghi chữ có hoặc là chữ không. Tôi có phải là người phụ nữ lớn tuổi như thế này lên không gian mạng để chơi không? Có hay không? Các bạn cứ hãy để ra. Rồi, cảm ơn tất cả những cái nhận định của các bạn. Nhưng các bạn đang nhận định về tôi. Nhưng tôi tin chắc các bạn cũng vậy. Các bạn đang đứng ở dưới luồng like cô Lan Hay Lúa. Các bạn cũng không phải lên chơi. Có đúng không? Đúng, các bạn ghi chữ đúng. Các bạn tham gia theo trend này. Các bạn hiện giờ đang trả lời những câu tôi hỏi. Các bạn có phải lên chơi không? Nếu không phải thì các bạn cũng nói là cũng không phải. Các bạn luôn đó chứ không phải tôi. Các bạn đâu phải là người mà ở không rảnh rỗi lên chơi, ngồi với tôi, chơi với tôi 2-3 tiếng để làm gì? Để cùng đồng tình, cùng phản biện một hiện tượng không tốt về xã hội. Đúng chưa? Chúng ta chỉ là một người dân thường mà. Dân thường thôi. Thì chúng ta nói chuyện thường thôi. Chứ còn nếu nói chúng tôi lên chơi, chúng tôi không có lên chơi. Tất cả các bạn là những cái nick mà chúng tôi không biết các bạn là ai. Nhưng tôi biết chắc nếu các bạn hiện giờ mà lên chơi, vậy là ai đó nhận định là sai. Lên không mạng để chơi, lên không gian mạng để chơi là không phải. Đối với lại cái trend thiền am này, những người hiện giờ còn đang ở trong kênh của cô Lan Hai Lúa, tôi tin chắc các bạn không có mất thời gian để đi chơi kiểu này. Có khi tôi xuất hiện trên không gian mạng 5 giờ sáng, 4 giờ mấy, 3 giờ mấy, tùy theo tình hình sức khỏe. Các bạn cũng chẳng lẽ cũng đi chơi theo tôi vậy sao? Không phải. Các bạn đang đồng hành. Các bạn biết rằng tôi đang muốn định chia sẻ điều gì
Các bạn đang cho tôi sức mạnh. Các bạn đang cho tôi niềm tin mà. Như vậy thì các bạn, bổn phận các bạn không phải đi chơi. Đúng chưa? Đúng không các bạn? Tôi chỉ nói thế này. Cái câu chuyện của mình biết của mình thôi. Thì tôi chỉ đang khẳng định một điều. Tôi, cô Lan hay Lúa, không phải lên mạng để chơi. Mà tôi muốn giao lưu để làm gì? Để chia sẻ. Bởi vì những đứa trẻ trong thiền am tôi thấy rất tội, rất thương. Như vậy thôi. Đơn giản. Cái suy nghĩ tôi rất là đơn giản. Đúng rồi. Rồi. Nếu ai đó mà nói rằng tôi lên đây để có thể là lập phe, lập cánh, để có thể làm điều gì đó để huy động một số tiền nào đó để lợi nhuận cho cá nhân tôi, thì các bạn đã nhận định bao nhiêu năm rồi? Không bao giờ có chuyện này. Bởi tôi biết đồng tiền của các bạn không phải là đồng tiền mà có thể in ra được. Lừa gạt các bạn được lần này chắc chắn sẽ không còn được lần sau. Giống như Thanh Trần với Hồng Thanh, tới bây giờ nó có thể làm được cho cái điều gì người ta tin nữa. Đó. Các bạn cứ hãy chờ đợi. Cái việc của Tú nó đi được nữa thì sẽ được, thì phải có nhiều người đọc ủng hộ, nhất là về tài chánh. Còn nếu nó bị ách tắc bởi cái con đường tài chánh thì sẽ khó hoàn thành. Tôi chỉ đưa lên một cái nhận định của tôi thôi. Còn nếu còn nhiều người ủng hộ để con đường này tiếp nữa thì đành phải chịu, là để xem coi con đường này nó sẽ đi đến đâu. Để tôi muốn coi coi cái gì của đứa nào mới gửi tôi cái gì. Tony Phạm, chị muốn nói em một lời chân thành. Làm ơn. Câu like, câu view, đừng đem danh dự người khác lên mà view với like. Nha. Bản tánh của Tony không ác, nhưng do cũng hơi xàm xàm. Chị thấy khi cần thì em nên chấn chỉnh lại. Bởi vì đã động chạm đến tự ái người khác, đến danh dự người khác rồi, thì em cố gắng. Không biết nó nói giống gì mẹ bà mày. Tao không có rảnh coi mày đâu nha. Thôi, không có coi. Tao ghét mày rồi. Tôi chỉ muốn nhắc vậy thôi các bạn. Tôi chỉ muốn nhắc đứa nào cũng như đứa nấy. Đứa nào mà bằng tuổi hơn tôi đâu mấy đâu. Chỉ có người đúng rồi, thằng Tony, thằng hay phá đám mẹ bà, nóng máu thằng này. Sao chị cười em? Mày dẹp đi, mày đừng có comment vô trong này. Tao đâu có chặn mày nữa đâu. Mày nhảy lên mày comment trên luồng like đi. Tao đâu có chặn mày đâu, mày cứ đưa lên Zalo hoài vậy. Hôm bữa đó, nó nói sao chặn nó. Thì tôi không chặn, tôi mở ra hết trơn rồi mà. Nó nói chơi gì mà chơi chặn nó là chơi không anh hùng không gì á. Mẹ bà tao sợ mày à. Khán giả của bên chị Lan hay Lúa sợ mày sao Tony mà tao phải chặn mày. Tôi sợ thằng này đúng là quên, nó xin lỗi, tao nói sai. Tao sợ mày thiệt, tao sợ cái xàm của mày, cái tào lao của mày, tao là chị Lan sợ.
thì chặn rồi thì tôi đã mở rồi đó. Tôi đã mở rồi đó. Vậy mày vô được chưa? Hả Tony? Mày xàm vừa thôi nha, chị đã nói rồi. Đem danh dự người khác lên để câu like câu view, để làm đầu câu chuyện là tàn nhẫn, là không có đạo đức đó. Đúng rồi, cái thằng này á mấy lần thấy nó lên like tôi cũng thèm vô, chứ chừng tôi đi vô cái nó nhìn thấy tôi kia chữ xàm xàm cái nó cười gạt gạt, thôi 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 xuống xuống xuống. Nhưng mà chị đã nói rồi ha, mọi chuyện không muốn cái gì đi quá mức, đừng có quá lố, tới ghẹo chọc vui chơi chút đỉnh hoặc là có câu chuyện để mình view mình like, nhưng đã thấy người ta bức xúc rồi rồi là mình phải biết dừng lại, mình mới là người khôn đó. Mà mình lại thêm được cái chữ ngoan nữa đó nha Tony. À, bạn Lâm Nguyễn nói, ai nói chị Lan, cô Lan hay lúa theo dõi Thiền Am 4 năm nay rồi. Ờ, đọc không kịp. Đọc không kịp. Tôi để sẽ đọc ở đây. Tôi đọc đây các bạn. Chỉ cần xin lỗi cô Lan, chị Tú Nga có mổ tim không? Xạo bà cố, nghe Lan chửi ship là biết Lan hỗn láo. Ôi trời ơi, vậy nè, để đừng ai xóa cái Chí Lê Công, là đã thấy Chí Lê Công hỗn láo rồi, gọi tôi là chị Lan đúng chưa, mà quay qua nói chữ hỗn láo. Có đứa nào nhỏ hơn phải gọi tôi bằng chị, xin hỏi, à cứ họ gọi tôi bằng cô chứ. Cô Lan, chị tên có mổ tim không? Xạo bà cố, nghe Lan chửi. Ủa gì kỳ vậy, sao mày thay đổi hoài vậy Chí Công, Lê Chí Công? Cái này là ta nói gì? Đây mới đúng là lên mạng chơi mà ngu quá. Sếp biết là Lan hỗn láo. Ủa tôi rầy một thằng super, chứ tôi đâu có rầy người già. Nó nhỏ tuổi, tôi đã nói chuyện với nó trước khi lên live. Hàng này tôi không đặt, tôi không nhận quà, mà nó cố tình nó muốn để lại. Hiểu chưa? Alo. Chào em. Chào Uẩn Mèo. Ngày mới nhiều an lành nha. Rồi, cảm ơn em. Chị cho phép em trả lời cái người khán giả đó được không chị? Được, em trả lời đi. Sunny mến chào cả nhà, mến chúc cả nhà sức khỏe. Thưa Trí Lê Công, cái chuyện mà Tố Nga có mổ tim hay không mổ tim cũng đâu có làm ảnh hưởng gì tới gia đình của Lê Chí Công đâu, đúng không? Cô ấy cũng đâu có tới nhà của mình xin tiền, cô ấy cũng đâu quyên góp tiền để mà mổ tim, nên cô ấy cũng không có làm gì ảnh hưởng tới chén cơm manh áo của mình hết á, đúng không? Cổ cái miệng thế gian mà, người ta muốn nói gì người ta nói, người ta không làm ảnh hưởng đến mình thôi, đúng không ạ? Người ta không có tới nhà mình đá đổ chén cơm của mình, nên mình không có cần phải đi công kích như vậy. Chị Lan nói đúng, mình lên đây mình thấy chuyện bất bình, mình mở kênh để mình nói lên những cái sự sai trái đó, chứ không phải là lên trên cộng đồng mạng để kết bầy kết đàn kết phe kết phái, rồi bên này công kích bên kia công kích bên nọ. Cho tôi hỏi Lê Chí Công nè, mình được cái gì? Cuối cùng ai cũng bị tổn thương. Chính những người nói như vậy, thí dụ như Lê Chí Công nói như vậy, rồi có người nói lại Lê Chí Công, thế là hai bên vì cái tôi mà cảm giác bị tổn thương, đúng không thưa chị Lan? Đúng rồi em. Đúng không thưa cả nhà? Nên
người ta có nói gì không ảnh hưởng tới mình thì thôi, đừng nên đi lấy những cái đề tài mà người ta nói rồi mình đem ra mình công kích, nó không có hay. Tại vì tất cả chúng ta đều là những người trưởng thành, đâu phải là mình lên đây để mình góp phần xây dựng cái xã hội ngày nó văn hóa hơn, đúng không? Nên đừng nên đi kết bầy kết đàn, không phải như vậy. Nếu đã nói yêu thương thì tất cả là một, mà một cũng là tất cả. Mình đem cái tình yêu thương đó để mình chia sẻ đến với mọi người thì tất cả mọi người xung quanh ta, dù là gần hay xa, dù là quen hay xa lạ, đúng không thưa cả nhà? Tố Nga, cái chuyện sai trái gì Sunny không biết, nhưng mà cô ấy, tại sao ta không nhìn về cái khía cạnh mà cô ấy làm việc tốt đó? Cô ấy đã từng giang tay cứu giúp rất nhiều người, sao ta không nói lên cái vấn đề đó để cho tâm tư của mình nó thư thái hơn, nó đơn giản hơn? Sao mình phải đi moi móc cái chuyện mà nó không hay đối với người ta và đối với bản thân mình luôn, đúng không thưa cả nhà? Cindy rất mong mọi người, nếu như mình không đồng quan điểm thì hãy đứng bên lề, mình nhìn xem rồi cuối cùng sẽ như thế nào. Mình đừng nên tham gia vào mà mình đổ dầu vào lửa, cái đó nó không hay lắm, đúng không thưa cả nhà? Nên rất mong Lê Chí Công đừng nói là chị Lan hỗn. Nếu kêu người ta bằng chị thì mình là gọi, nếu mình có trí thức, mình nói một câu nó nhân văn tử tế thì không cần phải để cho mọi người nhìn vào đánh giá con người của mình. Cái lời nói của mình thốt ra, mình bình luận lên như vậy, có nghĩa là mình show cho mọi người biết cái phẩm chất của mình. Đó là nó, cách của mình. Nó đang rất hỗn. Đúng chưa? Dạ. Dạ. Đó, nếu như mình vào, mình đã chịu khó mình vào để mình nghe thì mình lắng tai nghe. Khi mà đâu phải lên chơi, chị Lan nói đúng, mình không phải lên chơi, mà mình nghe chủ kênh nói chuyện, rồi chỗ nào mình không hiểu mình đặt câu hỏi, mình có thể góp phần xây dựng để câu chuyện đó nó thêm hài hước, nó thêm nhiều đầy đủ ý nghĩa hơn, để mình nghe, mình về mình học hỏi, mà mình ra đường để mình học hỏi mà, chứ đâu phải mình ra đường mình cứ đi kiếm chuyện hoài. Rảnh hả? Rảnh sao mà đi kiếm chuyện hoài vậy, đúng không? Nếu không thích đừng vào, để mình khỏi ưu phiền vậy thôi, nó đơn giản lắm mà, không lẽ mình không làm được chuyện đó? Còn nếu vào thì hãy để cho mọi người nhìn thấy cái nhân cách của mình qua những câu từ mình bình luận. Em cảm ơn chị nha chị. Rồi, cảm ơn em. À, dạ vậy nè, em nói á, Tố Nga là không có ai mà hoàn hảo hết. Chúng ta nhỏ lớn lên cũng có cái tốt, cũng có cái xấu. Mình nói xấu người ta, bảo đảm mình cũng có cái xấu. Rồi ai sẽ là người đi nói cái xấu của mình, đúng không? Ta nói luật nhân quả mà. Rồi đến khi người ta nói xấu mình lại nổi quạo lên, mình có cảm giác bị tổn thương. Người ta cũng như vậy. Thử là mình đứt tay đi, mình có đau không? Thì người ta cũng vậy đó, thưa cả nhà. Nên rất mong mình đừng nên đấu đá để rồi làm tổn thương nhau qua những câu từ nó sắc bén, để rồi là người nghe mà người ta chấp vào cái tôi đó, người ta sẽ bị tổn thương rất nặng. Rất nặng chứ không phải là chuyện đơn giản. Nên chúng ta nếu không đồng ý vào để nghe, xin vui lòng đừng vào. Mình đứng ngoài mình núp lùm, Sunny cũng núp lùm nữa. Sunny núp lùm, Sunny nghe, đúng không ạ? À? Mình không cần vào để mà mình bức xúc rồi mình lên tiếng như vậy. Hãy bình tĩnh, đừng manh động. Nó hay hơn là mình bợp chợp. Người ta nói là cái tay nhanh hơn cái não đó. Rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi, dạ. Chị cảm ơn em. Dạ, bye em. Hôm nay tôi... Bye chị. Bye em. Bye chị, bye cả nhà. Lâu lâu nó làm chị tôi một bữa. Thì thôi vậy nha. Cái tên gì đó đi vào cứ nói là tôi hổn, trời đất ơi. Cái thằng super mà vậy mà tôi hổn nó. Thằng này không biết lên mạng nói chuyện, đúng không? Mà nguyên nhân là như thế nào mà tôi phải lên tiếng?
là tôi đã nói tôi không có đặt hàng và tôi không nhận quà. Cái quan trọng nhất là tự vì tôi biết cái quà đó là quà nào. Các bạn hiểu chưa? Chứ còn có khi các bạn tặng tôi quà, tôi nhận liền chứ. Nhận xong tôi phải tìm hiểu coi coi bạn nào tặng tôi. À, giống như ngày hôm qua, hình như có bạn, hình như Mộng Hiền Nguyễn tặng tôi một phần quà chuẩn bị Tết, mua quà từ cái kênh của Nam Râu á, thì tôi đã nhận được quà rồi đó. Tùy theo món quà mà tôi nhận, nhận với lại nhận, không phải là các bạn nói là tôi thiếu mà các bạn tặng. Các bạn tặng quà tôi là bởi vì các bạn quý tôi. Các bạn muốn thể hiện tình cảm. Chứ không phải tôi cần một số quà của các bạn để có thể tôi nói tốt cho các bạn, bởi vì tôi không có thiếu. Tôi không có thiếu. Nhưng các bạn tặng thì là tôi nhận. Nhưng tại sao người ta đem 10 cái ký cốm đến nhà tôi mà tôi không nhận? Bởi vì tôi biết cái món quà này nó không phải quà, mà nó là cái việc làm nhằm muốn sỉ nhục tôi. Nhưng hãy tôi nhận là tôi chấp nhận cái cách sỉ nhục hèn hạ của họ sao? Các bạn ấy không biết. Tôi đã trình bày rất nhiều, cho nên hôm nay tôi chỉ nói sơ, không cần nhắc lại. Hôm nay đề tài như thế này, tôi thấy nhiều người muốn vào để xem coi hôm nay tôi có khỏe không. Khỏe không thì ở đây tôi đánh cái chữ R mà trên máy tính tôi không biết cách nào xóa. Đó, trình độ vi tính của cô Lan Hai Lúa là như vậy. Xuống like tôi sẽ chỉnh lại, ở máy điện thoại thì tôi có thể làm được. Còn trên vi tính, tôi bấm một lát nữa là xuống like luôn bây giờ. Rồi, ở đây tôi thấy có nhiều bạn đã comment trong này. Nhưng có một cái câu hỏi. Câu hỏi mà Sony đã lên trả lời. Cái thứ nhất là Tú Nga có mổ tim hay không? Thì đúng. Các bạn nếu mà thấy rằng nếu Tú Nga là người đi mổ tim, có bao giờ cô này lên để cô than, cô kêu gọi ai phụ cô để cô có thể được mổ tim không? Đúng không? Ủa vậy tự nhiên cái cổ lên cổ cho mọi người biết mổ tim. Cổ không cho ai biết hết. Chúng tôi thấy vắng cổ. Khoảng một thời gian chúng tôi bắt đầu mới đi tìm hiểu. Có hiểu chưa? Cái khoảng thời gian tự nhiên cổ không thấy nữa. Cũng cả nửa tháng hơn không thấy cổ xuất hiện. Thì sau này tụi tôi đi tìm hiểu. Đúng rồi đó chị Hạnh Phúc. Nếu mà người ta nói là mổ tim thì người ta phải tận dụng cái mổ tim để kêu gọi cộng đồng. Cái số tiền mổ tim này đâu có ít đâu. Thì thôi tôi cũng chỉ nói như vậy. Cái thứ nhất, có hay không, cô ấy không thể nào đi đánh đổi sức khỏe của mình mà lên trên không gian mạng để làm gì, để kêu gọi người ta giúp đỡ. Cô đâu có kêu gọi. Mà tới khi chúng tôi thấy cô vắng bóng thì trong cái trên cộng đồng mạng thì chúng tôi người này người nọ kia hỏi thăm, không biết cô Tú Nga như thế nào, cho nên từ đó mình mới đi tìm hiểu. Tony này mày xàm lắm nha. Mày nói cái gì nữa? Giờ tao nói này mày không vô được thì đành chịu thôi. Nếu tao đã gỡ mày ra rồi mà. Giờ nói nghe nè Tony nè. Chị nói em nghe. Em muốn chị lên chửi em đúng không? Em biết tính cách của chị. Chị cũng chỉ nói vậy thôi. Chửi là chị không có dạy gì chị chửi. Chửi có lại tụi bay đâu. Thành ra không có chửi. Mà nói chưa chắc tụi bay nói bằng chị Lan đâu nha. Tụi bay nói tới nói lui mà chị Lan xào tới xào lui, chị nói ở trên không là chứ chị không có chịu nói ngang hàng với tụi bay đâu. Nha, Tony, chị Lan chị nói khẽ mày thôi. Đó, con người mình hơn người ta ở cái chỗ mình nhận biết được. Nên lúc nào dừng, lúc nào
là như thế nào, phải tiến thoái rồi lưỡng rồi mình nan, đúng không? Làm gì làm phải suy tính, mình xúc phạm danh dự người khác, em thấy vui không hả? Em đem ra một người phụ nữ, nếu nói ra người ta chẳng có thù oán gì với em hết nè. Cô Tu Nga đã từng lên live của em để chia sẻ, đúng chưa? Ít nhất được cũng giúp cho em một like một clip là có cô Tu Nga phát biểu ở trên đó, thì em biết là bao nhiêu là cái like, cái view. Người ta đang thắc mắc, ủa cô này là ai thời điểm đó. Chỉ cần kiếm like, kiếm view, cho nên mình phải kiếm như thế nào? Rồi, tôi xin đọc cái của bạn bạn gì mới đây nè, bạn Bóng Ma. Bóng Ma làm cho tôi rất ấn tượng, bởi vì hãy cứ thấy Bóng Ma là thấy tên gì kế tiếp. Thế là thằng Năm Râu nó quay qua nó nói, ủa sao vợ tao mà mày mày sao mày cứ đi kè kè là gì tôi không biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã chúc và mong tôi luôn luôn giữ được sức khỏe. Mày làm ơn mày muốn chia sẻ cái giống gì mày lên kênh mày chia sẻ cho mày. Trời, mày kêu tao đọc tin nhắn của ai đó viết cho mày chứ. Mày có kênh mà quỷ sứ. Thằng này nó muốn tôi đưa nó lên dĩa. Đó đó, thằng phá hoại. Nó lên nó phá tôi nè. Tao đã không nói tới mày. Vân Lê đâu? Vân Lê. Đem cái thằng này về nhà đóng cửa lại giúp giùm cô Lan. Họ đang muốn chứng minh cái nói là cô Tú Nga xạo á. Nhưng thật ra tôi nói vậy nè, cô Tú Nga mà có xạo xạo để lừa đảo mà xin tiền nổi, xin tiền ngầm, thì các bạn hãy đưa ra những cái bằng chứng. Còn thật ra cô Tú Nga không có xin tiền ai hết, toàn cô Tú Nga chờ người ta xin xỏ, xin khéo, xin khôn, xin lộ lộ cổ cho. Cô thấy tội rồi cô cho à. Đó là thật. Thành ra tôi cũng chỉ nói như thế này. Mọi người, chính hồi đó thầy, mấy thầy cũng cứ nói tôi là sứ giả của hòa bình. Nay con Thảo Vũ nó đặt cho tôi là người mẹ hòa bình. Nhưng biết đâu tới chừng tôi sung bất khía lên, tôi cũng chưa biết tôi kiềm chế được tới chừng nào. Nhưng mà hãy tới khi ta kêu bằng cái gì, bực bội quá, tức quá thì phải lên thôi chứ. Trời ơi, tức thiệt tức chứ. À, chị chào Mai Hầu Quỳnh, chào Tiền Lương, chào Quánh Trần Thị, Đại Võ, chào Quang Nguyễn Ba. Các bạn ơi, thường thường người ta nói cái câu gì ta? Đánh người chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại, đúng không? Người ta chạy đi là ta cố tình, người ta không nhìn nhận sự thật. Người ta đã cố chấp, người ta quyết người ta đi. Thì ví dụ như là một số người như nhóm 4, họ đã quyết đi. Nhưng những người người ta quay lại thì tại sao mình đánh? Ví dụ như chúng tôi hân hoan đón mừng Mỹ Phụng. Chúng tôi rất vui khi mà bé Bo nó nhận ra, nó không kêu tôi cô ba, cô hai lúa ba lúa nữa. Nó nói cô Lan hai lúa đàng hoàng. Thấy chưa? Vui biết chừng nào. Tới khi mà thằng Mộng Nguyễn nó không gọi tôi, nó không để tiêu đề là Lan 7 triệu nữa, Lan lừa đảo 7 triệu nữa. Trời, vậy vui quá trời, đúng không? Tới thằng Năm Râu, nó không gọi tôi là con già mà nó gọi tôi là cô Lan xưng con đàng hoàng. Đây là cái chiến thắng mà tôi nghĩ rằng đây hạnh phúc biết chừng nào, nhiêu đây là đủ rồi. Đó, cái đơn cái suy nghĩ, cái tự thỏa mãn vào trong cái suy nghĩ của mình. Thì thằng quỷ sứ này là mày đừng có ba báo tao nha.
mẹ bà mày 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 đưa lên tin nhắn là nó đưa lên trên màn hình nó khuất. Mày làm ơn, mày ngồi im đó. Mày muốn gì một lát tao xuống live tao nói chuyện với mày. Mệt quá đi. Giờ nè, tao hỏi mày nè, có mổ tim không? Mổ tim mà nó có cô Tú Nga có nhờ mày quyên góp không? Có không? Quyên góp mà nổi, quyên góp chìm có không? Có thằng quỷ. Mày đứng vào con bên nha, mày đừng có khiến tao đưa mày lên thớt nha. Vương Lê đâu, đem đem thằng Tôn Đi Phạm về nhà nhốt cửa, nhốt nó lại. À, bạn Chi Ni Quỳnh Nguyễn. Tôi nói nghe nè, trên không gian mạng, nguồn tin nào là nguồn tin như thế nào? Nói ngay, tôi chẳng có nguồn tin nào hết trơn các bạn. Thật ra, tôi lụm lặt tất cả những cái tin và tôi nhận định từ các kênh YouTube. Nhận định mà tôi nhìn thấy rằng tôi có trách nhiệm để tôi chỉ cho tụi nó biết đúng sai thôi. À, cô Thị Cúc đang hỏi thăm cô chức năng Nguyễn nè, tặng quà gì đó có phải đúng không á, thì các bạn lưu ý các bạn trả lời nha. Thấy lạ đời quá à. Đúng rồi đó bạn Tiền Lương nè. Bạn Tiền Lương thì đã nói rồi đó, giả sử có mổ hay không, bây giờ chúng ta phải hiểu đi, giả sử cổ không có mổ tim sao tự nhiên cổ biến mất hết trong trên mạng xã hội này rất lâu rồi chúng tôi tìm hiểu được thì mới biết là cổ có tình trạng sức khỏe như vậy. Đáng lẽ đám nghĩa địa đó hồi đó nó cũng cười nó không có tin thì chuyện đã đành của bên đám nghĩa địa. Bây giờ mấy người mà nói thương Thiền Am mà đừng quay qua lại đem câu chuyện này lên thì đúng là dở hơi, tụi bay dở hơi thì một lần nữa Phan Thiền Am chia 5 sẽ 7. Chinh Trần nói gì đây? À, Tống Trần không phản biện nữa. Trời ơi, tôi cũng mong ông này đừng phản biện nữa. Ông ta lên kể chuyện trên trời dưới đất cũng được. À. À, hôm qua để tôi hỏi các bạn nha, tôi hỏi coi. Các bạn đồng ý thì tôi sẽ lên tiếp một bài để vạch mặt Thi. Hôm qua tôi mới lên có một bài mà tới còn còn rất là nhiều câu chuyện của Thi, nó còn ở đằng sau lá ủ này nè. Những cái clip mà của anh Trần Đình Nguyên rất lâu rồi, vạch mặt Thi á. Đó, tôi không biết rằng các bạn có hào hứng vào cái tiêu đề này không? Hào hứng thì chiều nay hoặc ngày mai tôi sẽ chia sẻ về cái này. Về cái này, tại vì Thi là một dạng người này nè, ngày xưa tự vì đố kỵ với cô Tú Nga mà bày ra đủ trò tranh hơn tranh thua, nói xấu qua nói xấu lại. Đây là cái nhân tố đặc biệt ngày xưa khi đấu với lại Tú Nga, cơ bằng là thảm thương trước cái phản biện lại của rất nhiều người, trong đó có tôi và cô Tố Nga, đặc biệt tặng cho bài ca. Lúc á Thi thì nó không có phản biện ở cái kênh nó mấy, mà nó toàn bộ nó núp lùm, nó nhảy lên kênh của Liên Đặng, đặng mà nó hộp thức, nó ca bài con cá, đặng mà nó tưởng
tổng tấn công Toán Trần với lại cô Tố Nga. Tức là cô Tố Nga chỉ có ca thôi, chỉ có ca thôi. À. Đúng rồi đó bạn Trang Trần. Mọi người nói là cô Tố Nga xạo, cho tôi hỏi cô tự nhiên cổ xạo mà cổ lên không gian mạng cổ tốn tiền cỡ như vậy. Vậy thì cổ không xạo. Thời điểm đó nói cổ tố nổ, cuối cùng cổ dung tiền ra quá sức tưởng tượng, thật sự luôn. Cổ cho tặng một số tiền, một lượng tiền người ta có thể là tích cóp có thể làm giàu được. Ví dụ như là một lần dám tặng luôn cho ai đó giúp cái gì hoàn cảnh nào mà đưa luôn tới 10.000 đô. Nhiều người mình muốn góp mình cũng phải là có nhiều nhiều người chung tay chứ, một mình cổ là sợ là đã ra gần đủ rồi, ví dụ vậy. Giờ cứ nói người ta, nói người ta láo mà người ta đưa tiền thiệt không à, nói người ta xạo cuối cùng người ta là mạnh thường quân thật thụ. Cái thời để tôi nói chuyện về cái câu chuyện của ông Thiện Đạt đi, các bạn muốn nghe không? À, bạn anh Lưu gì nói gì đây? Wow, sao lại vậy? Nếu vậy thì chỉ là cô Tú Nga đưa chứ làm sao tôi có được cái này? Nhất là người Mỹ á, người ở bên Mỹ người ta tuân theo pháp luật của nước Mỹ á. Không có muốn nghe mày đi chỗ khác đi mày. Tôi đi. Không biết cái gì, tao không biết mà nó hiện lên chữ đó tao tao đọc tao tao cự mày đó. À, không có muốn nghe. Ê, vậy là mày không muốn nghe, vậy thì mày phải nghe chị Lan nói. Tôi mới nói là các bạn có muốn nghe câu chuyện của Thiện Đạt ngồi đó Tố Nga đánh Thiện Đạt lên bờ xuống ruộng không? Cái là nó đây nó trả lời không muốn nghe. Vô duyên, cái này mới là vô duyên nè. Chặn nó đi. Chưa được, chặn thằng này không được đâu, chặn này nó lên live nó cà khịa tôi chắc tôi chết với thằng quỷ sứ mắt ma này. Dẹp dẹp mày đi mày quỷ sứ Dương Lê đâu này, về giữ giữ thằng này lại giùm cái. Sao chửi em thằng chó chó. Giờ tao không biết tao nói sao nè, chị chỉ nói nè nha, bây giờ nè mày nè đó, nó muốn tôi đưa nó lên thớt thằng này, mày muốn chị mày đưa mày lên thớt hay là sao? Chị nói rồi nha, đem cái đời tư người khác đưa lên không gian mạng là dạng người đó, là dạng người vô đạo đức. Dù người ta tốt hay xấu, hãy tốt thì cái cách này là cái cách để chia sẻ nhân nhân rộng, nhưng người ta xấu thì mang người ta lên để mang tính chất là nhục mạ. Đó là mình đã vi phạm vào cái phạm trù đạo đức. Cha mẹ mình đâu muốn mình trở nên hẹp hòi, khắt khe như vậy, đúng chưa? Nhất là cô Tú Nga là người sống ở nước văn minh, cô có quyền thương, cô có quyền yêu, cô có quyền làm bất cứ điều gì bởi vì cô là người độc thân. Vậy thôi. Rồi tự nhiên đem câu chuyện của người ta đưa lên, rồi cái tai hại là cái chỗ. Đây, để tôi xin nói về cái phần này. Nhiều người họ không nhìn ra được cái chỗ tại vì sao mà người chị hai của Tố Nga mà nói là không phải chị hai. Các bạn cứ nhìn vậy bắt đầu quay qua cười. Không, cứ nói là cô Tố Nga xạo. Thì bây giờ giả sử người ta cái cách xạo này nhiều người người ta nói là miếng nói nó xạo có nghĩa là mình nói không thật, nhưng chưa chắc đó là
là đem lại những kết quả xấu cho cộng đồng. Phải chi cũng nói, cũng nói chị cái người này là người là vợ ông tổng thống, là vợ, là bà con gì của ông Putin hay là gì của bên ông Trump á, nhưng mà chỉ là bà con là chị gì của Tố Nga, có đúng hay không đúng? Tại sao nhìn vào cái đó để mà đánh giá cô này xạo là sai? Các người ơi, các người không thấy được cái quan trọng là khi đưa hình ảnh cô này lên, rõ ràng cô này, cô hai này không phải cô Tố Nga. Nhiều đó đủ rồi. Còn cô Tố Nga là ai? Đây là cái quyền quyết định của cô. Cô không muốn cho ai biết đó là quyền. Cô không muốn cho ai thấy thật sự chân dung của cô, cũng là cái quyền. Nhưng tất cả cái bài đó mà để mà đi tìm hiểu xem cô này là ai, bà con là gì, cô Tố Nga có phải là kiến trúc sư không? Ông mấy người thừa dữ vậy, đúng không? Cô là ai mà bây giờ tới cuối cùng khi mà cần bung 10.000, cô quăng thẳng 10.000. À, trời ơi, tụi nó có sao đâu, không không đâu, tôi không có lạc đề đâu bạn Quanh Trường Thị ơi, tôi không có lạc đề đâu. Hôm nay tôi nên tôi trả lời rất là nhiều khía cạnh, là bởi cái gì? Tôi vẫn còn khỏe, tôi chưa có biết làm mệt, hiểu chưa? Tôi rất khỏe. Trời ơi, đám nghĩa địa kia, cái này chỉ nói vậy thôi mà mấy người mà vẫn còn đặt câu hỏi này, vẫn còn đang tôn trọng, vẫn còn cứ là cô Lan cho con hỏi, cô Lan cho tôi hỏi. Tôi thấy các bạn này vẫn còn tôn trọng tôi. Chứ còn đám kia bắt đầu có khi nó kêu tôi bằng con già này, con già nọ rồi. Nhưng đối với tôi thì nó trở thành là một cái câu chuyện cho mình ngẫm nghĩ. À, nó hết bài rồi, nó bắt đầu nó kêu tới con rồi, xong rồi đó. Thành ra các bạn cứ chờ đi, đến một mức độ nó gọi tôi bằng con, thế là thấy là nó hết rồi. Đúng chưa? Tôi có cái gì đâu. Tôi lên để tôi chỉ nói là tôi khẳng định tôi vẫn rất khỏe, tôi không có biết làm mệt. Ba cái chuyện tào lao mà không ảnh hưởng đến quan điểm của tôi ha. Ủa, tôi đâu có muốn đếm xỉa nói gì vấn đề gì, nhưng tôi có quyền nhận định đúng hay sai, quyền quyết định là ở Minh Tú hết, đúng chưa? Nhưng quan trọng đi nữa hay dừng, xem coi còn ai ủng hộ nữa. Đi nữa là phải còn người ủng hộ. Thì tới không còn người ủng hộ thì phải buộc phải dừng. Mà tôi chỉ muốn rằng Tú nó dừng trong danh dự. Tôi muốn cô Quỳnh cũng sẽ còn một chút xíu danh dự khi câu chuyện đã chấp nhận rằng không đi được nữa, thì mình phải tìm kiếm một con đường còn danh dự, còn vẫn tiếp tục nha. Đây tôi nói, tôi chỉ nói một câu thực tế luôn, ai là người sẽ tiếp theo đồng hành thì mình chúc mừng. Còn tất cả những người hổm giờ nào giờ đang đồng hành, giờ người ta dừng chân, cái đó mới là cái đau. Cái đau, cái đó đó. Còn những người đóng góp mới thì chúng tôi chúc mừng. Còn những người cũ mà người ta xin dừng, người ta xin rút khỏi cuộc chơi, cái đó rất là đau. Bởi vì trong cái con đường đi, chặng đường mình đi, gặp khó rồi. Mà cái khó này, cách nào để gỡ? Mà cái người chủ sướng lại cố tình làm cho tới có tự tới chuyện này tới chuyện nọ, thì tự vì do người chủ xứ Minh Tú là người bị người ta dẫn dắt. Tôi chỉ nói nè Tony nè,
Mày là mày nhiều chuyện mà mày mày cũng già chuyện lắm. Cái câu chuyện mà kiện thưa bà Hoa, chính mày là người lên phản đối, nói là cái câu chuyện này là chuyện không thể có. Lúc cái thời đây còn đang ì xèo ủng hộ, cái mày nhảy lên mày nói trực quẻ, nhớ chưa? Mày nói bài ra đủ thứ chuyện này nó kia, cái một mình mày tự nhiên làm ra một cái nghịch 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 lý lại. Thì vậy thôi. Trời, tiêu đề tôi gì đâu mà bạn già tôi nói tôi. Hôm nay tôi không khỏe. Tiêu đề hôm nay tôi không khỏe. Thì tôi đã đi đi đúng tiêu đề rồi, còn gì bạn bạn già quanh trường thị tôi. Tôi đâu có đi lạc đề. Tôi đang nói cho mọi người biết rằng vì có những cái câu hỏi tôi có khỏe không, thì tôi hôm nay tôi lên tôi trả lời tôi rất khỏe. Và không lúc nào tôi minh mẫn bằng lúc này. Không lúc nào tôi nhận định sự việc mà dè dặt chậm như lúc này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Còn nhiều cái câu hỏi người này kia, ai thắc mắc cái giống gì, nhất là về vấn đề tiền bạc, những người đóng góp làm ơn hỏi mấy người đó. Tôi không có là người đóng góp, tôi không có biết. Tôi cô Lan hai lúa, tôi học lớp 3 chữ. Các bạn đẩy cho tôi đọc chữ biết tôi chứ tôi không có biết chữ. Cô Lan mắt rất sáng, ngồi xa vẫn đọc được comment. Bạn Tiền Lương ơi, bạn không biết hả? Hai cái mắt của tôi á, tôi đã được thay vào mắt nhân tạo rồi. Nó mắt không phóng đúng nhân là cái gì? Tại vì tôi đã trải qua cái thời gian bị đục thủy tinh thể cả hai mắt, cho nên tôi đã thay. Khi thay thì nó có nhiều giá để thay. Tuy rằng mình thay để cho không có bị mờ nữa, không có bị án mây nữa đó, thì khi muốn xem chữ là phải đeo kính. Còn tôi thay, tôi đặt vào cái kính giống như là cái kính đa tròng, thì tôi như vậy là mắt tôi dường như đang có kính, chứ không phải mắt tôi tuổi này mà còn sáng. Thằng cha 12 chương ấy, đừng ai xóa. Ủa cái gì vậy? Quang Nguyễn Ba nó ghét ông 12 chương. Mày làm ơn mày để cho ông vô ông chơi, kệ đi. Đã nói rồi, đánh người chạy đi đâu có đánh người quay lại đâu. Thì ông cũng nhận ra, hồi đó ông cũng bị thằng Hồng Sơn Thanh Trừng lừa đảo đó, lừa gạt. Ông tin bong bóng luôn trời. Tôi gây lộn với thằng cha này dữ lắm. Tôi gây lộn. Đừng đừng có xóa của con cha 12 chương. Kệ. Tự nhiên chừng trả không điện, chừng trả điện và vô máy tôi vẫn được, tự nhiên tôi đã mở chặn rồi. Đừng đừng làm điều này. Ha. Bà Quang Nguyễn Ba nè, cái tánh em tôi nó khó hơn tôi. Nó để bụng dai lắm. Thôi kệ. Bây giờ tôi nói cô bà này bắt cười rồi đó. Quanh Trần Thị cười vào con Nguyễn Ba rồi. Luồng like của tôi mà nó làm như nó làm mẹ được. Bảo con Nguyễn Ba đâu. Nó nói không hiểu hả, là nói nào? Tôi tự vì tao có được nghe, tao có được, chưa có đọc gì hết, mày xóa rồi.
Mày mê vô duyên, đúng là cái thằng Tony mà tao tao chẹp mày nha mày. Ủa người ta nói mày tự nhiên chắc mày cũng là mày phải hiểu được là giang hồ thì nó hiểm ác lắm thì nó vậy. Rồi mày làm gì để cho người ta chửi mày, rồi mày bắt đền tao hả? Mày làm gì đó chuyện của mày chứ, sao mày quay qua mày bắt đền tao? Trời ơi, tôi mệt cái thằng này quá trời của đất đây nè. Chị đã nói rồi nha, cái gì cái tào lao với xàm là mày là đứng đầu, vừa là tào lao cũng là mày đó, là Tony, rồi mày cũng xàm bà cố luôn là mày luôn đó thằng Tony nè. Thấy cô Lan bị gì đau đầu, để tôi coi cái bình luận của bạn này. Anh Thu Lê, à đây, để tôi xin đọc cái bình luận của bạn này nha. Tôi rất mến cô Lan, nhưng theo tôi thấy cô Lan chỉ bênh vực Tố Nga nhưng chưa đặt mình để nghĩ cho Quỳnh. Cô Lan có bao giờ bình luận về Tố Nga đi hết kênh này đến kênh khác, phát biểu những lời khiếm nhã? Sao mà bạn nói tôi không khuyên Tố Nga? Có chứ, mà Tố Nga là khán giả mà. Rồi chẳng lẽ tôi lên trên live tôi khuyên ở trên live, tôi có khuyên hết đó. Thì do tính cách của từng người mà. Cổ giống như cổ bực cái gì, cổ dọc cái gì, cái là cổ cho mọi người thấy được cái cổ đang bực, thí dụ vậy, mỗi người mỗi khác. Còn tôi nói thiệt với các bạn chứ, tôi học được cái bình tĩnh này là cũng thật sự là vì chắc có lẽ tôi ở ở đất nước Việt Nam quá, làm cho tôi cũng phải kiệm nói một chút và tránh đưa ra những cái cảm xúc của mình. Từ ngày khi mà bà Phương Hằng với lại Thiền Am bị dướng thì thật sự tôi cũng thấy cũng ngỡ ngàng khi mà nói trên không gian mạng này, trầy trực không gian trên đây là ảo, cuối cùng đi ở tù là thật, cho nên mình phải phải cẩn trọng một chút khi chia sẻ, đúng không? Chứ còn giờ nói sao, này bạn này nói nè, tôi rất mến cô Lan nhưng tôi thấy cô Lan chỉ có bênh vực cô Tố Nga. Tôi nói thật với các bạn không hiểu được, không hiểu được cô Tố Nga có thể là không được vừa lòng người này, chưa có làm vừa lòng hết được mọi người. Vậy thì giờ cho tôi hỏi, các bạn chỉ cho tôi thấy rằng người nào có thể làm vừa lòng tất cả, có ai làm được không? Cả tôi như thế này mà tôi cũng không thể nào làm vừa lòng các bạn được, đúng chưa? Có khi tôi nằm trong tâm trạng các bạn, tôi đang suy nghĩ, tôi có khi tôi đã đứng vào cái vai trò của cô Quỳnh mà tôi tìm cách nào để tôi có thể hướng dẫn và dạy dỗ thằng Toán. Tôi đã thử chứ. Nếu tôi là cô Quỳnh, tôi sẽ không cư xử như cách vừa rồi xảy ra. Nếu tôi là Toán Trần, tôi chắc chắn câu chuyện này đã xong rồi. Nhưng tôi không thể nào làm thay việc của người khác được. Cô Tố Nga là cô Tố Nga, tôi là tôi. Nhiều người cứ nghĩ rằng, ủa chị Lan này không tè ai trớn, ai cũng lên phản biện, chỉ một riêng một mình cô Tố Nga mà tôi đặc biệt phải bảo vệ. Từ Đông tới Á, từ thời Thám Tử Cao cho đến thời Cung Liên Đặng, tới cái thời cái đám nồi cháu Thập Cẩm này, và tới bây giờ đa đề chia năm xẻ bảy nữa, mà tôi vẫn cứ một mực bên về bảo vệ cô Tố Nga, bởi vì cô Tố Nga rất có những cái tâm sự mà mình không thể nói được. Nhưng dù muốn dù không gì, cô là một phụ nữ yếu đuối, cô là một người phụ nữ độc thân mà, đúng chưa? Các bạn khắt khe quá anh chị. Nhiều người người ta đang có chồng, người ta còn tào lao tào dừa kìa, đúng chưa?
Thành ra tại sao tôi không một lần là bên vực, tôi có bên vực của Quỳnh mấy lần mà. Mà sao mấy bạn không nghe? Có bên vực, có đề nghị mọi người đừng xúc phạm cô. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chừa cho mọi người con đường để mà dừng lại. Muốn dừng lại là mình phải có thiện chí. Chứ đâu phải lên bất cứ cứ hạch hỏi làm. Trời ơi trời, cái cách dẻo nhẹo của cô Quỳnh tôi cũng không bao giờ tôi ngờ được. Tôi không thích cái kiểu dẻo nhẹo, nhõng nhẽo để vui, để cùng hòa nhịp. Khi mình còn chung một cái con đường thì nó là tốt. Còn khi đã có vấn đề rồi, dùng câu dẻo nhẹo nó lại không thích hợp với cái tuổi của cô. Mà cô dẻo nhẹo để cô nghĩ rằng câu nói này để làm cho người ta tổn thương là sai. Thật sự các bạn yên chí đi. Tất cả những hành vi, những việc làm của cô Quỳnh, cô đang tự làm tổn thương mình chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi không thể nào làm cổ bệnh tổn thương được. Vì cô muốn việc của cô làm là cô cứ tự làm, có nghĩa là cổ đang tự làm tổn thương mình. Bởi vì sao? Cứ nhắm vào những người đang yêu thương, đang giúp đỡ thiền am mà đánh thì có phải là cổ tự gây tổn thương chính mình không? Đâu phải chúng tôi. Chúng tôi nhịn một clip, nhịn hai clip, nhịn ba clip, nhịn tới chừng nào? Tôi có thể nhịn nhưng Thảo Vũ không thể nhịn, bởi vì Thảo Vũ đã bị xúc phạm. Đúng chưa? Đó, vậy nha, cái câu trả lời của tôi với bạn anh Thu Lê. Tôi đã từng là đứng về phương diện của cô Quỳnh. Tôi hiểu được. Cô cũng có hỷ nộ ái ố. Cô cũng có những cảm xúc được mất. Như vậy thì cho tôi hỏi ngược lại. Vậy thì những được mất của người khác cô không quan tâm. Về cái câu chuyện mà trả bánh trả cốm cho tôi á, đó là một cái sai lầm kêu bằng là không bao giờ tôi ngờ được, do việc làm, do tính khí của cô nó xảy ra đó. Để coi bạn bóng ma nói gì. Tôi nghe bóng ma tôi sợ lắm nha, nhưng mà cuối cùng thì đúng rồi đó, bạn Tiền Lương nói rồi đó. Trời ơi, đi đã bao nhiêu năm rồi, từ lúc mà thằng Đạt Long An lẫn kìa, từ thời thằng Đạt Long An bắt đầu nó quay đầu. Đạt Long An, Trần Long Ẩn. Trần Long Ẩn thì tôi chưa có lần nào điện thoại nói chuyện với nó, nhưng mà thằng Đạt Long An nó điện cho tôi mấy lần, nó điện khuyên không được, quay qua bắt đầu ông ta giả giọng, ông ta chế giễu. Ông ta từ vừa điện cho tôi đây bắt đầu ông lên live, ông cười ngạo nghễ rồi. Ông nói trời cô Lan, bà làm giống như bà được fan thiên thư thương yêu điện thăm hỏi sức khỏe, cuối cùng là của thằng thằng Đạt Long An. Trời, tôi bị đưa lên giàn quả biết bao nhiêu mà nói, là tự vì tụi nó không thuyết phục được tôi. Tôi có lập trường của tôi biết đúng sai. Tụi nó tụi bay cứ làm theo kiểu của bay, nhưng đừng biểu cô Lan làm theo. Đó là như vậy. Anh Thu Lê 70 chưa què mà khoe mình lành. Vậy là có nghĩa là cái câu này là cái câu là 70 chưa gọi là lành á. Đúng không? Bạn bạn Truyền Nguyễn.
Vậy thì bạn quan trừng thị của tôi đâu? Bạn nghĩ rằng tôi lên đây vậy là tôi lạc quẻ chưa? Tôi lên tôi giới thiệu là tôi không có bị sao trơn, tôi vẫn khỏe. À, bạn Tiền Nguyễn nói là kiện Tiến Dũng, nhưng Như Quỳnh có chắc đứng sau lưng không? Nhưng tới giờ này thì Tiến Dũng vẫn là người ơn của Thiền Am. Thì tôi đã nói rồi, đối với gia đình Thiền Am thì hầu như người nào ban đầu chỉ có đám nghĩa địa nó muốn triệt tiêu thôi, chứ còn tất cả mình hiện giờ còn đang chưa có cái nào mà phản biện Thiền Am, là mình vẫn một mực thương, đúng không, lo lắng cho người Thiền Am. Thì đã nói rồi, tuy rằng bây giờ khác quan điểm, nhưng Tiến Dũng cũng thật sự cũng đã có từng những thời gian giúp đỡ Thiền Am qua những cái ngày tháng là giống như là bị bỏ rơi, ai đó bỏ rơi, thì có nhóm người bên đây người ta thương, người ta gửi quà chút đỉnh tình tình cảm thì cũng làm cho ấm lòng người Thiền Am. Tất cả đều là người ơn của Thiền Am hết. Hồi cái thời mà tôi lúc mà còn tranh hơn tranh thua thi thi chứ cũng là cô Tố Nga, thì thầy cũng nói làm cách nào cô Lan ơi, làm cách nào sao mà ra cớ sự vậy cô Lan, cái gì cũng có hỏi tôi. Tôi nói thiệt cô Lan cũng đâu biết làm sao, cố gắng hết sức, nhưng mà do nhiều nhiều nguyên nhân đi, họ 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 tranh cái sự ảnh hưởng. Tôi nói tôi đưa ra cái quan điểm như thế này nè các bạn. Nhiều khi tức giận á, mình đang tức đang buồn, ai đó đó phụ giúp mình, bảo vệ cho mình, nói tốt cho tôi, mà chửi người kia quá tôi cũng không thích. Tôi nói thiệt. Các bạn cứ hay phân tích, dù trình độ mình có thấp, mình trình độ theo theo thấp, nhưng đừng chửi bậy, đem câu chửi bậy ra là mình thấy không không nên và cũng không hay. Thì từ đó lại cuối cùng lại bảo vệ tôi, lại thành ra lại đưa tôi lên đầu sóng ngọn gió nữa. Đó là như vậy. Tôi chỉ mong các bạn hiểu được điều này. Tuy rằng các bạn rất thương tôi, rồi cũng muốn bảo vệ tôi, thế là bảo vệ tôi bằng cách chửi lại bên kia là không đúng. Được không? Các bạn làm được điều này tôi rất cảm ơn. Mình có thể chia sẻ, ví dụ như các bạn có thể phân tích là cái việc làm sai của cô này. Ban đầu thằng Toán có sai, tôi cho là Toán có sai. Ban đầu câu chuyện của cô Tố Nga có vấn đề gì nội bộ bên trong chưa có được thống nhất, thành ra mới xảy ra vậy. Không, nó từ chuyện này nó kéo chuyện kia, nhưng mà ban đầu là mục đích ban đầu muốn đem câu chuyện của Toán ra để làm gì? Đánh cho nó chết, dẹp cho nó, đập cái kênh nó không còn hoạt động được chứ gì. Chính như vậy mà làm động chạm đến lòng tự ái của nó, đúng không? Rồi làm cho một số mạnh thường quân người ta đồng cảm vào những cái oan ức của nó bởi những cái chuyện không đáng mà đưa lên đánh thằng nhỏ te tu. Cho nên nó
bức xúc lên, bắt đầu nó không còn kiềm chế được lời lời ăn tiếng nói, thế là động chạm, thế là bắt đầu mọi người đều xăng tay tay áo sắn sắn lai quần lên hết rồi. Tôi khuyên có được đâu, tôi đã làm một bài khuyên rồi mà, tôi khuyên bằng mọi cách, nói trên live nhẹ nhàng với các bạn, điện thoại riêng, tất cả tôi đều có làm thử hết. À, coi chị Kim Ngờ nói gì. Tôi là người ủng hộ Quỳnh cả năm nay, nhưng tôi vô cùng thất vọng khi Quỳnh đem tiếng khóc của Tố Nga ra mà nhạo báng. Đúng. Cái hồi đó cái nhóm 4, con Nhung Nguyễn lúc đó Tuyển Lê nó đang nghịch với bên đây, cho nên nó đem cái tiếng khóc của cô Tố Nga lên để nó nhạo báng. À, nhưng mà đó là cái kênh của Nhung Nguyễn. Là một cái kênh nào? Đó là cái kênh của Tuyển Lê, nó cũng chỉ là giống như tụi tôi thôi. Nó không phải là cái kênh mà văn minh tử tế. Cho nên khi xuất hiện từ cái kênh của cô Quỳnh như vậy, nó làm mất đi những cái thần tượng. Chính chính rất nhiều người điện thoại cho tôi khóc. À vậy hả bạn, Mendo. Bạn nói gì đây? Như Quỳnh dẻo nhẹo là do chị Lan bảo Quỳnh Thùy Mị mà. Sai rồi. Các bạn hiểu không rõ được câu này. Câu này cổ đang chế giễu tôi, Thùy Mị. Thì bây giờ các bạn đi, nếu mà nhìn đi, hãy nói Thùy Mị, trời ơi, người phụ nữ, nếu mà Thùy Mị được thì tốt quá trời, đúng không? Nói chuyện đâu rành rẽ đó, không dẻo nhẹo, không ổng ẹo. Người ta Thùy Mị là người ta nói chuyện chững chạc, nói đàng hoàng và nói nhỏ nhẹ, nói để người nghe chứ không phải nói để một mình nghe. Nói để rồi cả cả biên cả 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 hàng như kiểu những khán giả mình cười cười hố lên, như vậy là không có Thùy Mị. Câu Thùy Mị này bạn này đã sai, không phải nói, không phải tôi nói, mà cô này đang muốn đánh tôi bởi cái Thùy Mị á. Thì tôi nghĩ rằng ai cũng nghĩ rằng tôi chia sẻ cách này, tôi cũng đâu mang hàm ý muốn công kích ai đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ. Thật sự nếu cô Quỳnh dừng lại là cô Quỳnh đang chọn một cái giải pháp tốt nhất mà cổ lại không làm. Nó ma mị chứ mà nó thùy mị cái gì, thì tới mức độ này rồi thì giờ còn gì để nói nữa. Đó, cổ lại bắt đầu mẹ nắm là nhắc nhở đến cô Lan hay Lúa nè, bắt đầu nó đưa lên cái gì lớn tuổi rồi, lên mạng à, thành ra vậy là khác rồi. Chơi tôi không có chơi, tôi lên mạng không phải để tôi đi lên để tôi chơi nhan đó. Thành ra cô Quỳnh câu nói này cô phải xem lại ngay từ đầu, tôi đã ủng hộ cô tới mức độ nào rồi. Nói là tôi chọn phe, tôi nói thật, nếu nói tôi chọn phe từ cái thời Thám Tử Cao, tại sao mà 20 kênh nó đem đi hết, nó chỉ còn lại 5-6 kênh mà tôi ở lại với 5-6 kênh. Nếu tôi chọn phe, tôi phải chọn cái phe mạnh, tôi không chọn đâu. Tôi chọn cách phải đối diện, bởi vì nhóm người kia là nhóm người không tốt, là nhóm người bên Thám Tử Cao, nó dẫn dắt 20 kênh YouTube rời khỏi cái fan Thiền Am, cái chen Thiền Am, những người đang yêu thương Thiền Am quay ngược lại nói xấu Thiền Am đó. Còn câu chuyện của cô Tố Nga về vấn đề tiền tiền bạc bạc, hãy hỏi cô ấy,
nha. Tôi không phải là cái câu cái giống như cái đài phát thanh để mà phát ra cho những cái nguyện vọng của các bạn, nhất là của cô Quỳnh. Cô phải nhận thấy rằng mình đang làm điều gì, đang được lòng rất là nhiều người. Trong này có chúng tôi từ nào giờ ủng hộ cô, có Thảo Vũ, có rất là nhiều người hồi đó. Vì Thương Thiện Am mà tối ngày là nhảy vào kênh cô đằng ủng hộ, tặng cho cô một cái like, thức đêm thức hôm canh cô lên like, thế là tặng cho cô một like. Sai rồi, tôi lặp lại lời nói của cô Tú Nga, nói như vậy là có hay không? Còn câu chuyện này có hay không chính cô Quỳnh biết mà. Cô Quỳnh là người sẽ chứng minh cho mọi người biết nếu cô Tú Nga nói sai về mình. Hãy làm pháp lý cho cô Tú Nga, đúng chưa? Cô Tú Nga không đủ dữ kiện mà nói ra điều này. Cô giống như là giờ thằng 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 Tú nó không có lấy 6.000 mà cứ vu khống cho nó, vậy thì Tú đang làm pháp lý để chứng minh rằng mình vô tội, mình không có nhận tiền, hoặc là mình không có buông ra cái lời gạ hỏi tiền xin tiền. Thì cô hãy làm pháp lý với lại cô Tú Nga đi, cô là người khởi xướng không phải chúng tôi. Chúng tôi ngăn cản, ngăn còn không hết, cản không được, đúng chưa? Hãy kiện cô Tố Nga đi. Nếu cô Tố Nga vu khống mình, cô không có ý định là hỏi thêm tiền, vậy là cô Tố Nga vu khống mình, đúng chưa? Thì tất cả cô cũng nói rằng là vấn đề cô lấy từ trên mạng. Câu chuyện này nó đã để cho chúng ta phải không quan tâm cũng phải đành phải trả lời. Nhưng mà tôi không phải, tôi sợ gì ai mà tôi phải trả lời, mà tôi muốn để cho tất cả chúng ta hiểu được. Tôi còn đang rất khỏe. Tôi chưa có cái có câu chuyện gì nó động chạm đến quyền lợi của tôi mà tôi mệt được. Nhưng tôi thấy các bạn vô lý, cứ nhảy vào đuổi cần đuổi cùng diệt tận người khác là vô đạo đức đó. Cô Tú Nga là ai mà đem người ta lên giống như trò đùa vậy thôi? Cô hãy xem lại những cái tác phong khi chia sẻ trước kia, khi cô đánh Đông dẹp Bắc, cô phê phán thằng Thám Tử Cao, cô nói về Liên Đặng B-52 thi thi khóc mướt. Cô xem lại thần thái của mình lúc đó, cô chưa bao giờ sơ suất, dù là một lời nói lỡ lời cô vẫn cứ chị Liên Đặng ha, cô Trang Vina, Thám Tử Cao, cô chưa bao giờ đem cái tên của người ta cô thay đổi mang tính chất là trêu đùa, nhưng bây giờ cô là như vậy rồi. À đúng rồi, bạn Tiền Lương nói cô Lan lên mạng ca hát bình luận nhan ai không tốt đều có hậu quả về sau. Thật sự nhan, cô này cứ đặt câu hỏi nguyên nhân nào. Tôi nhớ tôi nói ngay các bạn, lúc khi mà tôi can gián vấn đề xảy ra ì xèo trên kênh của Toán Trần á, rồi tôi khuyên Toán Trần không được, thì tôi cũng giống như tôi dùng cái biện pháp tôi không nghe nữa các bạn ơi, tôi hủy kênh hết luôn, tôi hủy kênh và tôi chặn Zalo hết luôn. Mà lúc đó trong cái giai đoạn là thằng con trai tôi nó bệnh, trời ơi mọi người không ai hiểu được cái tâm trạng của tôi. Lớp con tôi bệnh, lớp trên mạng
Excel, lớp tôi phải nhín thời gian cái ngày mà tôi phải đưa con tôi ở trên còn đang ở bệnh viện, mà công an điện thoại tôi để cô hẹn rồi mà sao cô chưa tới làm việc. Tôi nói là con tôi đang ở bệnh viện chứ con tôi chưa có về được, khi tôi về tôi sẽ báo. Các bạn thấy không? Trong một lúc lớp thì trên mạng Excel, lớp con tôi đang bệnh, lớp công an điện thoại tôi đi tới làm việc, vấn đề Chini Huỳnh Nguyễn, vấn đề của Tống Thị Ngọc Mai. Trời ơi trời, sao mọi người biết mình chứ không biết ai hết trơn à? Không biết rằng tôi đang đứng đứng giữa muôn muôn trùng đạn dược đi luôn, tôi sơ sẩy là tôi sẽ bị lạc đạn ngay đó. Đúng chưa? Ai nói sai, giống như bây giờ tất cả những cái pháp lý mà ai nói đi đi tìm công lý cho Tú thì đang vận dụng cái số số tiền đặng đòi lại công lý cho Minh Tú. Thì bây giờ cô Tú Nga là người phát pháo đầu tiên, cổ cho người ta biết từ trên không gian mạng, người ta dắt lại câu nói của cô Tú Nga. Như vậy là nếu phải thì cô cứ làm pháp lý cho cô Tú Nga, cô vận động một cái quỹ này đi để cô làm pháp lý. Nhưng tôi chỉ nói vậy nè, nói cô đưa hình ảnh người đó là chị, là bạn, là người như thế nào không cần biết, nhưng quan trọng cô đó không phải là cô Tố Nga. Như vậy là những gì cô đưa lên, cô chà đạp, cô nói bà ngoại này bà ngoại nọ, cô chưa thấy rằng cô sai cái chỗ đó. À là sao? Bạn nói gì? Thật sự là khi nổ ra vấn đề của bên toán trường rồi là tôi hủy cả tất cả các kênh, cho nên tôi không vào kênh của cô Quỳnh mà tôi cũng không vào kênh toán nữa. Nội gia đình nhà tôi đã điên gần chết rồi. Con tôi thì đang bệnh, mổ lần một chưa xong, mổ tới lần hai. Rồi đã vậy mà công an nó cứ điện 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 hoài. Tôi mới nói để con coi như là chừng nào nó xuất viện tôi sẽ đi làm việc. Thì sau khi xuất viện về là tôi chưa có đi làm việc, tôi còn mệt mà. Thế là công an lại điện nữa, tôi mới hẹn. Vậy là ngày mai tôi đi làm việc, bởi vì con tôi mới vừa xuất viện về, tôi cũng mệt quá, tôi cũng không chưa muốn đi. À, thế là qua ngày hôm sau tôi đi làm việc xong rồi. Thì tôi chỉ nói các bạn trong cái giai đoạn như vậy, trời, tôi tắt mọi những cái kênh YouTube, hầu như tôi chỉ còn để cái kênh của thằng Tiến Dũng để tôi theo dõi, kênh của ông Nam Râu, kênh của Mỹ Phụng, kênh của Hồng Ngọc Biển Đông, kênh của tôi. Còn kênh nào mà gây gổ, cả của Duyên Mai, cả của cô Diệp Đậu, tất cả nhảy lên ào ào chửi lên, tôi hủy kênh hết. Các bạn ơi, đây là sự thật, tôi chẳng sợ ai mà tôi phải nói vậy. Tất cả tôi đều hủy kênh bởi gia đình tôi không có được vui. Vậy là trong đó đang là trong cái cuộc chiến tranh mà tôi phải nhảy lên đặng mà tôi kêu gọi mọi người đừng xúc phạm lẫn nhau nữa. Ai cũng thương thiện am hết, ai cũng có là người là không góp của cũng là góp công, không góp nhiều cũng góp được ít đó. Thì tôi kêu gọi mọi người ngay từ đầu tôi đã đang đang làm đúng hướng mà, có ai nghe lời tôi đâu trời. Nếu nghe lời tôi thì nó đâu đến nỗi ngày hôm nay. Thì bây giờ nó đã vậy rồi thì đã nói rồi, mọi sự việc không phải một người có thể gây ra được. Bây giờ xem lại đi, bên nào là người gây chiến trước? Khi mà luận bàn chiến tranh thì tất cả chúng ta phải xem coi ai là người gây chiến. Nếu nói tôi là người gây chiến là các bạn thấy nó không có,
không có cái khái niệm này. Thảo Vũ cũng vậy, nếu nói gây chiến, Thảo Vũ nó cũng không phải là người gây chiến. Vậy thì ai là người gây? Người nào làm ra chiến tranh, người đó phải là người bồi thường chiến tranh. Chứ không phải là bây giờ nằm dạ rồi buộc chúng tôi phải là người bồi thường là sai. Ai là người gây ra? Tốt Trừng nó đã xin lỗi. Giống như hai nhà nước có những cái chiến tranh rồi đòi hỏi trả lại danh dự, giống như là nước Nhật bây giờ, Việt Nam bây giờ làm sao? Người ta vẫn nhất quyết ta chưa chịu có một lời xin lỗi. Bởi vì cái gì? Thể diện quốc gia. Thí dụ vậy, mình bây giờ mình không nói gì cao hơn, nhưng thực chất, nhưng Tống Trần nó đã xin lỗi. Thấy chưa? Thấy tới cái giai đoạn mà nó cũng phải đã xin lỗi mà còn chưa chịu tha. Thằng Toán, bây giờ tôi chỉ hỏi cô Quỳnh nè, nó có nhờ người nhắn tin để đề huề với cô chưa? Như vậy là nó đang muốn giảng hòa, nó cũng đang muốn xuống nước với cô để cho nó êm, bởi vì tất cả chúng ta thương các bé các thầy, đúng chưa? Vậy thôi, nhưng cô lại không chịu. Cô nghĩ rằng khi vừa đánh thằng Toán thì mấy chị nói ào ào lên bên. Không phải, nếu bên thì tụi tôi đâu có để buộc nó phải xin lỗi. Nếu bên thì chúng tôi không nhảy lên buộc nó phải ngừng ngay. Thậm chí có những clip mà nó nói nghe nó hơi không có được thì đề nghị nó ẩn clip hoặc là xóa clip. Vậy là chúng tôi không bên. Nếu mà chúng tôi bên nó thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ bài của nó lên. Thấy không, tôi đâu có chia sẻ những cái bài như vậy. Đó, về cái câu, về cái nếu mà cô nói cô là người tử tế văn minh, khi cô nói chuyện với lại một cái người gọi là cô Tú Nga cho là chị hai, mà cô ghi âm, cô phát tán như vậy, cô thấy rằng là cô đang vi phạm vào cái gì? Vào những cái gì? Cái tiêu đề cô để ra là tử tế văn minh, người văn minh, mà nhất là nằm trong cái luật của người nước ngoài không được ghi âm, đúng không? Nhưng biết đâu đừng ép tới khi tới giai đoạn cô Tố Nga sẽ đi phục hồi lại và đi lượt lại, đi tìm kiếm lại cái cuộc điện thoại đó nói gì. Tôi không biết nha, tôi không biết cái có cái nàng có cái này được không. Trời, 1 tiếng mấy rồi các bạn, cái tiêu đề nói hoài nó không hết luôn á. Các bạn sẽ có tiếp tục là những cái câu thắc mắc lên, và các bạn có thể giống như là bảo vệ cái ý kiến của mình. Các bạn có quyền ủng hộ người mà mình thích, nhưng các bạn không có quyền buộc chúng tôi cũng phải theo ý của các bạn, bởi vì các bạn chỉ nhìn thấy trước mặt. Cái trước mắt là như vậy, nhưng cái bên trong các bạn hoàn toàn không ai có thể hiểu được. Bây giờ tôi chỉ nói nha, không biết, tôi không rành. Vụ việc này nếu mà thành công, tiếp tục đi thưa cô Hoa, cô Huệ gì đó, mà mang cái tính chất là một vụ án dân sự, cổ kết cục cô cũng đã xin lỗi rồi mà. Rồi lên tòa thì cần cô lấy tiếp tục cô xin lỗi nữa, rồi bài ra đặng cho tốn kém, rồi buộc cổ phải sau khi xin lỗi có nghĩa là thua vụ kiện, thì cổ sẽ là người phải trả lại tất cả những kinh phí chi phí. Tôi chỉ cần hỏi một câu quan trọng, sau khi bà qua thua, bà qua phải đền tiền, bà qua phải xin lỗi, bà qua trở nên là người tán gia bại sản, vậy thì các bạn vui không? Alo, Cô Lan à? cô nè, nói muốn nói đúng không?
Cô đang trên đường live. Cô đang trên đường live hả? Ừ. À, bây giờ á nó là như vậy nè. À, cho con nói một chút xíu À. là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với lại ở bên đó đó, mọi người nói là ép cô Lan phải đưa ra cái mà tin nhắn mà nói là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xin 25.000. Bây giờ trước hết đó mình không có nói gì câu đó trơn á, vì cái câu xin là không phải mà kêu gọi thêm, nhưng mà ở bên này mình dân giả mình nói xin. Nhưng mà bây giờ muốn coi cái tin nhắn đó thì yêu cầu chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải cho chúng tôi biết trước là cái thông tin chị hai của chị Tô Nga là từ đâu ra, vì chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói là cô Susan Trần không hề được gặp luật sư. Vậy luật sư nào, văn phòng luật sư nào đã đưa cái thông tin tức là bí mật của các mạnh thường quân đóng tiền góp tiền vào ở trong cái quỹ đó, chị trả lời đi thì chúng tôi sẽ có bằng chứng là chị đi kêu gọi thêm, chỉ vậy thôi À, đúng không cô? thì cái Đó này bây cô thì giờ cô không ép có cô biết Lan, thiệt, cô không có biết thiệt. nhưng mà bây giờ họ cố tình để ép cô Lan cái chữ góp thêm và cái chữ cho nó khác, góp thêm và chữ cho nó khác nhau, cái chữ xin nó khác nhau, góp thêm và nói cái chữ xin thì nó chỉ có khác cái chữ là thì giờ chị màu mè thì chị bắt chữ thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi nói là chị nói rõ ràng, có tin nhắn chị nói là chị khẳng định 100% là cô Susan Trần chỉ làm việc với văn phòng luật sư, không có làm việc với luật sư. Vậy thì luật sư nào hay văn phòng luật sư đã đưa thông tin cá nhân của chúng tôi để cho chị bóc phốt, trong đó có cô hai là chị của chị Tố Nga, chị trả lời trước cho chúng tôi, và nếu mà chị trả lời đi thì chúng tôi sẽ đưa cái tin nhắn ra, có vậy thôi. Tự vì đây nếu như chị cố tình chị đưa lên trên không gian mạng vậy, cái tính mạng chúng tôi rất là nguy hiểm. Ở Mỹ này không có cái chuyện mà hỏi cái kinh tế hay cái gì của người ta, hay hỏi về cái số tiền của người ta, kể cả mà police cũng không được quyền hỏi khi mà người ta không vi phạm gì cả. Đó là quy luật. Bây giờ là chị phải cho chúng tôi biết là luật sư nào, vì chị nói chị làm việc trực tiếp với ông luật sư Kevin đúng không? Phải trong Kevin đưa ra hay không, hay là ở văn phòng luật sư đưa ra, chỉ cần biết cái chỗ đó cho rồi chúng tôi sẽ trả lời tiếp với chị. Không có cái chuyện mà lấy bí mật của chúng tôi là người nào đi đóng tiền, đóng tại tại cái ngân hàng nào. Cái đó là vi phạm pháp luật trầm trọng. Đó, những gì con muốn nói là bây giờ cô Lan cứ hỏi chị, bây giờ muốn biết cái tình mà tiền mà xin góp thêm hay cái gì đó đúng không? Hay là cần thêm số tiền 25 ngàn gì thì cứ trả lời trước. Vì chị nói khẳng định là cô Susan Trần không biết, nhưng chị thêm mì biết. À. Và cái này con sẽ làm việc mời chị thêm mì lên nói chuyện, con sẽ bắt đền chị thêm mì. Vì rõ ràng là luật sư này là luật sư chị thêm mì mời. Con sẽ mời chị lên nói chuyện và hỏi chị rõ ràng với lý do tại sao mà thông tin bí mật khi tụi em đóng góp vào bị đưa lên trên không gian mạng như vậy, để cho chị là có trách nhiệm chị đi hỏi luật sư giùm mình. Vì chị đây là chị thêm mì giới thiệu luật sư đúng Đó, không cô? đúng rồi. Đó thì con sẽ chỉ nói đây là cái vấn đề này, con sẽ nói với chị là chị phải có trách nhiệm với các mạnh thường quân, vì chị là người giới thiệu luật sư mà. Đó, cô Lan cứ nói một câu là bây giờ cho chúng tôi biết trước cái việc là tại sao luật sư nào là luật sư đưa thông tin cá nhân của chúng tôi đưa cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, văn phòng luật sư hay là luật sư Kevin, thì chúng tôi sẽ đưa ra cái tin nhắn là chị yêu cầu là chị kêu góp thêm cái phần tiền, vậy thôi. Phải hỏi trước cái vấn đề của chị trước, là vì đây là nguy hiểm đến tính mạng của những mạnh thường quân đóng tiền vào, góp tiền vào. Đó, ý con nói với cô Lan vậy đó. Còn làm việc tiếp tục hay không, con sẽ nhờ chị thêm mì lên tiếng, con sẽ bắt đền chị đó. Từ cái vấn đề này á, là đúng là chị em con khởi xướng để mà lấy lại sự công bằng cho anh Tú, chứ không phải là để cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi kiện để rồi nắm đằng chịch tất cả các mạnh thường quân nắm đằng lưỡi ăn hiếp cô Lan. Con rất là bực mình, và con sẽ là người gặp trực tiếp chị thêm mì làm việc và nói chuyện, con bắt đền chị.
con sẽ bắt đền chị vì đây là luật sư của chị đó, con chỉ nói vậy thôi. Cô Lan cứ hỏi chị là luật sư nào là luật sư đưa cái bí mật đời tư của tụi con ra vậy thôi. Những người đóng tiền trong đó có cô hai và bây giờ chỉ mong rằng khán giả đó, các anh chị nào có từng lưu clip hay là cái tin nhắn gì từ chị, cái kênh chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các anh chị có thể gửi hết về cho cô Lan hoặc là về cho Thảo Vũ, để cái này con sẽ gọi cho chị Thêm Mì và con nhờ chị Thêm Mì làm việc mới được, vì đây là luật sư của chị Thêm Mì mời nha cô. Rồi rồi, cô hiểu rồi. Rồi con cảm ơn cô, con cảm rồi. Ơn cả nhà. Rồi cảm ơn Thảo Vũ, nó cũng sẵn lên like để nó nói về cái câu này. Nói thì Thảo Vũ thì nó rành hơn tôi. Nói chung tôi cũng không muốn là nó xảy tới cái câu chuyện tôi quá lớn như vậy. Nhưng mà mọi việc tôi chỉ nói vậy nha. Từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, có khi tôi biết mà tôi chưa bao giờ tôi lên tiếng. Là cái chuyện, chứ còn đừng có nói tới cái câu chuyện mà đóng góp này nha, đóng góp này tôi không biết gì hết. Bởi vì tôi không là người trong nhóm Mạnh Thường Quân đóng góp, cho nên tôi cũng không được biết và tôi tôn trọng cái sự, ta kêu bằng cái gì, giữ bí mật của các bạn. Các bạn có quyền giữ bí mật, bởi vì tôi không là người trong nhóm các bạn chia sẻ, thì tôi tôn trọng, tôi chưa bao giờ tôi hỏi về vấn đề này. Nhưng khi mà tung té lên, thì chúng tôi có nhảy lên, chúng tôi có khuyên Toán. Ngay clip đầu tiên khi xảy ra việc, tôi có khuyên Toán, Toán ơi con không có biết được cái vấn đề của 50.000 bên cô Quỳnh đâu. Con không có nghe cô Quỳnh chia sẻ, nhưng cô có nghe. Cho nên đừng sai, đừng hiểu lầm. Ngay từ đầu tôi đã bảo vệ cô Quỳnh một cách tuyệt đối cỡ này rồi còn gì. Tôi đã nói cô Quỳnh là đã chia sẻ cái cách làm việc, nhận tiền ra làm sao, gửi đi về đâu, là chỉ nhằm làm gì, minh bạch, đúng chưa? Ngay từ đầu tôi đã nói minh bạch rồi, thì tôi chỉ biết bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn mọi việc cho nó ngồi xuống. Toán con không có biết, không nên nói với vấn đề này. Vậy thôi, nhưng rõ ràng nó cũng không còn nói, nhưng mà lại tiếp tục đánh cái khác, cho nên nó không kềm chế được thì nó cứ theo, nó nói vậy là đánh theo đúng cái cách này là cô Quỳnh ức chế, thế là nó cứ thế mà làm. Thôi bên này Vân Lê nè, yêu má lắm mà làm ơn không biết giữ cái thằng Tony lại giúp giùm má cái. Thằng Tony nó tào lao, hôm nào mà vô like nhìn thấy, nó thấy tôi ghi chữ xàm cái nó anh ơi anh má kêu anh xàm. Tôi là xàm. Thằng đó thằng xàm. Mà phải nên nhắc nhở đi, thật sự. Nhắc nhở Tony nè. Dù như thế nào đi nữa, cô Tú Nga là một người phụ nữ độc lập. Cổ là người phụ nữ độc thân. Đúng chưa? Cho nên mình đừng có đem cái chuyện đời tư của người ta ra nói. Mà nhất là nói từ cái miệng của mình. Không có hay chút nào. Còn thêm một cái nữa, tôi chỉ nói vậy nè. Các bạn mà thấy rằng tôi bị ức chế hoặc là tôi bị ăn hiếp, các bạn ơi đừng có nghĩ rằng tôi đang bị ăn hiếp. Không, hãy yên chí. Tôi đang để cho các bạn ăn hiếp tôi, chứ không phải tôi dễ bị ăn hiếp. Hiểu chưa? Hiểu ý tôi chưa? Bởi vì các bạn càng ăn hiếp tôi là các bạn đang bộc lộ cho cả cộng đồng mạng biết rằng các bạn đang quá sai, quá háo thắng và không thấy rằng mình đang làm cái điều gì đây. Mình đang lột tả cho mọi người biết rằng ăn hiếp cô Lan là tào lao rồi. Thằng Tony, tao mét vợ mày nè, tao có Zalo của vợ mày nữa đó nha Tony. Tao sẽ điện thoại tao nói thẳng đó, vợ mày luôn. Tào lao, không có nên đi nói xấu người phụ nữ khác. Mà nhất là cô Tố Nga đã từng lên live mình nói chuyện. Chuyện có hay không có quan trọng đâu, đúng không?
Còn tôi lặp lại câu của Thâu Vũ hồi nãy vừa nói á, là về cái vấn đề kêu gọi hay xin tiền cái gì đó, hoặc là nói cái hướng sẽ cần thêm gì đó, thì nó có nhiều cách để xin tiền. Ta xin khéo thì sao, hoặc là ta uống khéo, ta uống rằng khả năng cái vụ án này nó sẽ tăng kinh phí lên, ta đang uống. Đó cũng là cái hình thức là xin đó, báo trước cho biết rằng kinh phí sẽ tăng, cũng là hình thức xin. Nhưng mình nói khác đi, là người tự người ta ta báo trước khả năng sẽ tăng, như vậy thì người ta phải biết được còn lại bao nhiêu mạnh thường quân đi theo ủng hộ, để khi kinh phí tăng mình sẽ có những kinh phí là đắp thêm. Đó là một cái cách để gợi ý cho người ta biết rằng kinh phí khả năng sẽ tăng, không phải 50 đó. Rồi ai muốn nghỉ sao, nếu đừng đừng điện thoại nói riêng với cô này làm sao nghe, đúng chưa? Thấy Vân Lê thấy khổ không? Quen cứ cho là thằng thằng chồng đi và thằng chồng trên không gian mạng, thấy khổ không? Nhiều khi có gì cái tự nhiên réo Vân Lê ra, mét cái Vân Lê cũng tội nghiệp nhỏ chứ. Cái miệng ở là cái miệng của nó bên nước Mỹ á, ai mà có tới mà lấy kim mà giá cái miệng nó cho kịp, đúng không thằng Tony? Ai mà giá kịp, rồi biết đâu nói vừa nói quá nó không có nghe, rồi nó lại giận hờn đó. Đây nè, đừng nói là ý đồ thằng Tony nè, nó tôi cũng nói nó hoài, tôi nói mày xàm vừa thôi, cái nó nói vậy thì chị đưa em lên thớt đi, nó trời mắt gì tao đưa mày lên thớt thì để cho em được nổi tiếng. Trời ơi ông bà đẹp ơi, tôi sợ thằng này, tôi sợ quá trời quá đất đi. Nổi tiếng mày nổi lâu rồi, mày nổi cái miệng của mày trớ qua trớ lại này thì tao cũng xấu hổ bởi có thằng em như mày. Chị đang chơi xấu mét vợ vợ em kìa, vợ nó comment trong này nè, chứ nó nhắn tin cho tôi là nó chị Lan chơi xấu mét vợ. Trời đất ơi trời, ủa tao đâu có mét, tao mét là tao phải nói riêng, đằng này tao nói trên mạng là tao chửi đó. Alo, à căn đó tôi cho thuê rồi. À, chỉ còn phòng trọ ở bên trong. Ừ. À, còn nhà trọ thì còn rộng như 18 20 mét vuông gì đó. À. Năm phòng. Ừ. Đường đi chung. Ừ. Đó thì nhìn đó, nó riêng biệt của mình. Bên nhà trọ đi hướng nhà trọ, nhà lớn thì ta đi bên mé nhà lớn, nhà lớn thì cho thuê rồi, còn ở nhà trọ. Ừ. À vậy hả, có 5 phòng ở dưới rồi. À, chút xíu đi, bây giờ đang đứng đâu? Để chờ chút xíu cô nói, con của cô đem chìa khóa đó. Chắc đi tới đó chừng 10 phút là được rồi, chờ cô chút ra. Dạ. Người ta mướn nhà trọ, để tôi cho con tôi đem chìa khóa qua. Hải Đăng ơi, đây Hải Đăng ơi, Hải Đăng đây đây đây. Yeah.
Các bạn biết không, cái căn nhà mà hôm mà bà Trương Mỹ Lan ì xèo, cái tôi không dám để tiền trong ngân hàng nữa, thôi tôi rút về. Thế là tôi mua căn đó, rồi xây dựng nhà lên rồi để cho thuê, đã quăng tiền dưới đất an toàn. Thôi chắc có lẽ cũng gần 2 tiếng rồi, mình dừng đây đi nha các bạn. Câu chuyện này mình nói hoài, nói tới ngày mai cũng vẫn có câu chuyện để nói. Nhưng quan trọng mình nói mà người ta hiểu được thì tốt rồi. Đó. Còn không hiểu thì lại gây thêm những cái hiềm khích. Nhưng mà mọi người cứ đừng có lo lắng cho tôi. Đừng nghĩ rằng tôi bị ăn hiếp không. Tôi đang muốn để cho các người ấy cố tình ăn hiếp tôi. Thì mọi người sẽ nhìn ra là ổ sao cái cô này ăn hiếp cô Lan hay lúa, cổ đâu có nói gì đâu, đúng chưa? Thì tự người ta làm hại, tự họ làm hại chính bản thân họ chứ không phải tôi. Ừ, xuống cho qua Nguyễn Ba lên. Tôi sợ cái bạn này quá. Thôi bây giờ mình dừng đi, tôi tranh thủ vài phút tôi đọc bài dưỡng tâm nha. Được không? Các bạn muốn nghe không? Nghe bài dưỡng tâm một chút đi, để cho tâm mình nó lặng lại. Rồi tôi đọc bài này cho các bạn biết rằng tôi đang rất khỏe. Tự mình chọn cho mình cái cách dừng lại, dừng trong danh dự. Đừng có mà dừng lại khi mà nó đã không thể chấp nhận rồi mình dừng. Đó. Nói chứ trên không gian mạng này có gì đâu mà tranh hơn tranh thua dữ trời nha. Tôi xin đọc bài danh ngôn lời hay ý đẹp cho tôi xin được tổng chào hết các bạn nha. Hãy trân trọng những gì trong hiện tại, bởi thời gian chẳng có vé khứ hồi. Sống làm sao cho mình bớt chơi vơi, đời ngắn lắm cứ cười tươi rạng rỡ. Dù trong lòng bao âu lo trăn trở, thoải mái cười để nhớ ngày hôm nay. Mỗi ngày qua là vui với mỗi ngày, yêu sự sống và say mèn hạnh phúc. Con sông kia còn khi trong khi đục, biển hiền hòa trong có lúc bão giông. Đời vô thường nên sắc sắc không không, tâm thanh thản để lòng không gợn sóng. Tôi xin đọc tiếp một bài. Cuộc sống người muốn hơn ta, thôi ta giả dại. Cho qua cuộc đời, nước sông có lúc đầy dơi. Giàu nghèo cũng thế, một thời rồi xa. Sống sao tình nghĩa đậm đà, đừng gieo tiếng oán để mà cực thân. Đời người có số, có phần, hơn thua giành giật, quên ân nghĩa tình. Tịnh tâm nhìn ánh bình minh, xét soi lại bản thân mình xem sao. Tin rằng trời Phật trên cao sẽ thấy, sẽ hiểu ta nào đúng sai. Đời ta vạn dặm đường dài, nghĩ đúng làm đúng tương lai huy hoàng. Đời thường lắm cảnh trái ngang, cầu xin Phật độ bình an mỗi ngày. Mong cho sức khỏe đủ đầy, sóng yên biển lặng đẹp thay từng nhà. Ê a con cháu hát ca, bình minh nắng mới, nhà nhà tươi vui. Xin đọc một bài này nữa, tôi sẽ xuống like. Nếu như đã chẳng cùng nhau đi tiếp,
thì coi như nghiệp số trả xong. Trách móc gì cho miệng đắng môi cay, khi ta nghĩ một thời vui hạnh phúc, nếu như đã không thể nào tiếp tục, đừng mãi ôm những bực bội trong người. Cuộc sống này còn bao thử thách đẹp, hãy trân quý bởi cuộc đời ngắn ngủi. Nếu có thể đừng ôm niềm tiếc nuối, hãy buông đi những đắm đuối mê lầm. Chẳng giận hờn sẽ thấy được thanh tâm, mỗi buổi sáng ta tầm câu viết lại. Nếu có thể đừng gieo điều ngang trái, đừng khẩu ngôn mà mang hại thân mình. Kiếp luân hồi đâu biết được tử sinh, nên trân trọng những gì mình đang có. Hay quá các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn. Hiện giờ vẫn còn đang nghe tôi đọc dứt bài Dưỡng Tâm thứ ba. Nhưng đọc là đọc, đọc để tâm mình tịnh lại. Nhưng làm theo cũng rất là khó. Cho nên các bạn hãy là nguồn động lực, hãy là người động viên để tôi và các bạn cùng nhau cố gắng tịnh tâm. Ôi gì vậy? Alo gì đó? À, từng phòng nhiêu, cấp 1 phòng nhiêu? 1 triệu tư không? 1 triệu 4 hả? Rồi. Rồi, cho tôi xin dừng ở đây. Tự không biết chuyện gì cơ, con tôi nó đi ngoài đường là tôi sợ lắm. Cho tôi xin dừng và xin được kết thúc ạ.